Cô Lâm xin chào cô chú. Hôm nay xin giới thiệu với các cô chú một số giò có tên là DH89. Đây là một giò là chậm lai chứ hạt, hàng của Đài Loan nha cô chú. Hoa rất là đẹp, 5 cánh trắng hồng đỏ. Hoa rất là to luôn cô chú, có hương rất là thơm. Đây xin giới thiệu một số hình cây của nó. Giò mã số 1 có 2 thân, có giá là 1 triệu cô chú. 1 triệu mã số 1. Còng dài nhất của nó được 70 cm. Và còng tiếp theo nó được 40 cm. Giờ mã số 1 có giá là 1 triệu. Mã số 2 có giá là 1 triệu luôn, có 2 thân. Giờ mã số 2. Một cộng mà được 53-54, giờ cộng mà được khoảng 35-40 cm. Có giá là 1 triệu. Giờ mã số 2. Đây giờ mã số 3 có 3 thân. Có giá là 1 triệu luôn. Mã số 3. Đây giờ mã số 4 có giá là 1 triệu luôn. Có 2 thân. Một cộng là dài được 65, giờ cộng là dài được khoảng 40 cm. Giờ mã số 4 có giá là 1 triệu. Giá hạt lai chậm nha cô chú. 5 cánh trắng hồng đỏ. 1 triệu giờ mã số 4. Tiếp theo đây giờ mã số 5 có 2 thân. Một cộng là dài được khoảng 52-53, giao cộng được cho khoảng 35 cm. Đây giờ mã số 5. Kiểu mã số 5. Đây giờ mã số 6 có 2 thân, có giá là 1 triệu luôn cô chú. Mã số 6. Cộng là về được khoảng 65, giờ cộng là về được khoảng 35 cm. Mã số 6 giá là 1 triệu. Mã số 7 có giá là 1 triệu luôn. Cộng dài nhất của nó là được khoảng ở 80 cm. Với lại một thân là nó được khoảng 50 cm. Đây là giò mã số số 7 có giá là 1 triệu luôn cô chú. 2 thân. Cây rất là đẹp. Mã số 7. Tên nó nha cô chú, Rhodopterism nè, Fly Anabum. Mã số 8 có giá là 1 triệu. Một cộng là dài được 60, dọc thân là dài được 35-40 cm. Mã số 9 có giá là 1 triệu luôn, 2 thân. Cây rất là mập luôn. Một cộng là được 70, giao cộng là được 35 cm. Giờ mã số 9 có giá là 1 triệu. Nắng quá nên bị chá nha cô chú. Bây giờ mã số 10 có giá là 800. Cộng đi dài được 90 cm. Giờ mã số 10 800 nghìn. Giờ mã số 11 này có một thân luôn, có giá là 800. Mã số 11 con này dài được 75 cm. Mã số 12 800. Thân rất là mập luôn. Con này dài là được 85 cm. Giờ mã số 12
Đây là giò mã số 13. 800 luôn. Cộng lại dài được 70 xăng. 800 ngàn. Mã số 14, 800. Cộng lại dài được 80 xăng. 800 ngàn. Giò mã số 14. Đây là giò mã số 15. Có hai thân luôn. Con này dài được khoảng 65 xăng, 65 70 xăng. Giờ mã số 15. Bây giờ là 800 rồi. Năm trăm, mã số 16. Mã số 17, 500. Công này dài được 35 xăng. Đây là giờ mã số 17. Có giá 500 của chú. Cái rất là đẹp. Đây là giờ mã số 18. 500. Công này dài được 35 xăng luôn. 500 giờ mã số 18. Tiếp theo là giò mã số 19. Con này dài được 30 xăng. 500 nghìn giò mã số 19. Giò mã số 20, 500 luôn. Cộng này giờ được 30 xăng. Số 20, 500. Số 21, 500. Cộng này giờ được khoảng 30 xăng. Giờ mã số 21. Giờ mã số 22. Có giá là 500. Cộng này giờ được 27, 28 xăng của chú. 500 người. Giờ mã số 23, 500 luôn. Con này dài được 30 xăng. Đây là hai trung tâm nó hơi đắt một tí nha con chú. Mã số 23, 500 nghìn.